cũng đồng loại xe Xpander. Xe của anh Thái Dương để đi xung quanh chợ củi về làm, mình cũng đi lấy củi từ Bến Tre lên. Không nhưng mà cái này Bến Tre nè, cái này Bến Tre nè, cái này Bến Tre nè. Tính, đây là cây thông hư gãy ngã nha, chứ không phải là chặt cây thông mới đâu nha. Nhưng đây cái vết cưa nè, nè nè, cái vết cưa rất là mới luôn nè, rất là mới nè. Phá rừng. Cái người đi cưa thì không quay, quay mọi người không à. Rồi bây giờ em nướng thịt nha mọi người. Nướng đi, phải đi dễ dễ. Phải tả đi ào ào ào. Mình Pajero bắt gầm. Cái gì? Pajero mày bắt gầm đó. Pajero là hố kìa. Yếu giá kỹ thuật rồi. Pajero đi, tính nước khẻ. Tính nước khẻ nha. Pajero bắt hồng. Mày đặt đi xe lạc rồi. Nãy tính tuổi gì? Rồi đứng vòng tròn đi. Này đứng xếp hàng vòng tròn. Chân thành cảm ơn mọi người đã sắp xếp thời gian và tập trung tại đây trong 3 ngày cuối tuần để mà tham gia cùng hội Xpander. Là lần đầu tiên với nhau hết, cho nên hôm nay cũng là ngày, cũng là lần đầu tiên với nhau ở đây. Hy vọng sẽ có lần thứ 2, lần thứ 3 nữa. Nhưng mà không có đi ở đây nữa đúng không? Ok là. Con là làm nghề bán đám mây, đó là việc eo và bán đám mây. Con hay bị admin hệ là làm nhà nước với lại cái anh này. Đó rồi. Làm nhà nước với anh này. Đó, chống mày. Gọi là vui. Chứ là của bà là cũng giải tỏa được cái tết của thành viên của mọi người. Vui là chính. Em là thành viên ban trẻ của hội Xpander. Đại diện cho dân Đà Lạt chào mừng tất cả anh em của hội Xpander. Xin chào vỗ tay. Mình cùng lại đây la la. Chơi cho nó hết tối nay ngủ chuồng gà. Đi là lạc đi một mình là thiệt thòi, ba lần đầu tiên mình đi á là nó hơi lạnh thôi, bây giờ lên hai lần nhưng mà khi nó vượt tầng mây á, nó vượt đỉnh cao á, nó vượt mây á, nhưng mà chú lát ngủ ở lều hay ngủ ở xe á, ngủ lều chú, Tại cái hàng của Thiên Minh thấy sao chú? Dạ con. Tại cái hàng của Thiên Minh thấy sao? Ok mà. Ok hả? Tới giờ chứ còn tốt mà. Dạ.